Luật Quy hoạch đô thị số 16 Văn bản hợp nhất Văn phòng Quốc hội ngày 15 tháng 7 năm 2020. Văn bản này được hợp nhất bởi Luật Quy hoạch đô thị số 30 năm 2009 Quốc hội 12 ngày 17 tháng 6 năm 2009 và Luật Tổ chức Chính quyền địa phương số 77 năm 2015 Quốc hội 13 ngày 19 tháng 6 năm 2015 và luật số 35 năm 2018 của Quốc hội 14 ngày 20 tháng 11 năm 2018 và luật kiến trúc số 40 năm 2019 của Quốc hội 14 ngày 13 tháng 6 năm 2019 và luật đầu tư số 61 năm 2020 của Quốc hội 14 ngày 17 tháng 6 năm 2020. Chương 1. Những quy định chung. Điều 1. Phạm vi điều chỉnh. Luật này quy định về hoạt động quy hoạch đô thị, gồm lập, thẩm định, phê duyệt và điều chỉnh quy hoạch đô thị. Tổ chức thực hiện quy hoạch đô thị và quản lý phát triển đô thị theo quy hoạch đô thị đã được phê duyệt. Điều 2. Đối tượng áp dụng. Luật này áp dụng đối với tổ chức cá nhân trong nước và tổ chức cá nhân nước ngoài trực tiếp tham gia hoặc có liên quan đến hoạt động quy hoạch đô thị trên lãnh thổ Việt Nam. Điều 3. Giải thích từ ngữ. Trong luật này các từ ngữ dưới đây được hiểu như sau: 1. Đô thị là khu vực tập trung dân cư sinh sống có mật độ cao và chủ yếu hoạt động trong lĩnh vực kinh tế phi nông nghiệp, là trung tâm chính trị, hành chính, kinh tế, văn hóa hoặc chuyên ngành, có vai trò thúc đẩy sự phát triển kinh tế xã hội của quốc gia hoặc một vùng lãnh thổ, một địa phương bao gồm nội thành, ngoại thành của thành phố, nội thị, ngoại thị của thị xã, thị trấn. 2. Đô thị mới là đô thị dự kiến hình thành trong tương lai theo quy hoạch hệ thống đô thị và nông thôn được đầu tư xây dựng từng bước đạt tiêu chí của đô thị theo quy định của pháp luật. 3. Khu đô thị mới là một khu vực trong đô thị được đầu tư xây dựng đồng bộ về hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội và nhà ở. 4. Quy hoạch đô thị là việc tổ chức không gian kiến trúc, cảnh quan đô thị, hệ thống công trình hạ tầng kỹ thuật, công trình hạ tầng xã hội và nhà ở. Để tạo lập môi trường sống thích hợp cho người dân sống trong đô thị được thể hiện thông qua đồ án quy hoạch đô thị. 5. Nhiệm vụ quy hoạch là các yêu cầu về nội dung nghiên cứu và tổ chức thực hiện được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt làm cơ sở để lập đồ án quy hoạch đô thị. 6. Đồ án quy hoạch đô thị là tài liệu thể hiện nội dung của quy hoạch đô thị bao gồm các bản vẽ, mô hình, thuyết minh và quy định quản lý theo quy hoạch đô thị. 7. Quy hoạch chung là việc tổ chức không gian hệ thống các công trình hạ tầng kỹ thuật, công trình hạ tầng xã hội và nhà ở cho một đô thị phù hợp với sự phát triển kinh tế xã hội của đô thị, bảo đảm quốc phòng an ninh và phát triển bền vững. 8. Quy hoạch phân khu là việc phân chia và xác định chức năng, chỉ tiêu sử dụng đất quy hoạch đô thị của các khu đất, mạng lưới công trình hạ tầng kỹ thuật, công trình hạ tầng xã hội trong một khu vực đô thị nhằm cụ thể hóa nội dung quy hoạch chung. 9. Quy hoạch chi tiết là việc phân chia và xác định chỉ tiêu sử dụng đất quy hoạch đô thị, yêu cầu quản lý kiến trúc, cảnh quan của từng lô đất, bố trí công trình hạ tầng kỹ thuật, công trình hạ tầng xã hội nhằm cụ thể hóa nội dung của quy hoạch phân khu hoặc quy hoạch chung. 10. Thời hạn quy hoạch đô thị là khoảng thời gian được xác định để làm cơ sở dự báo tính toán các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật cho việc lập đồ án quy hoạch đô thị. 11. Thời hạn hiệu lực của quy hoạch đô thị là khoảng thời gian được tính từ khi đồ án quy hoạch đô thị được phê duyệt đến khi có quyết định điều chỉnh hoặc hủy bỏ. 12. Kiến trúc đô thị là tổ hợp các vật thể trong đô thị bao gồm các công trình kiến trúc, kỹ thuật, nghệ thuật, quảng cáo mà sự tồn tại, hình ảnh, kiểu dáng của chúng chi phối hoặc ảnh hưởng trực tiếp đến cảnh quan đô thị. 13. Không gian đô thị là không gian bao gồm các vật thể kiến trúc đô thị, cây xanh, mặt nước trong đô thị có ảnh hưởng trực tiếp đến cảnh quan đô thị. 14. Cảnh quan đô thị là không gian cụ thể có nhiều hướng quan sát ở trong đô thị như không gian trước tổ hợp kiến trúc, quảng trường, đường phố, hè, đường đi bộ, công viên, thảm thực vật, vườn cây, vườn hoa, đồi, núi, gò đất, đảo, cù lao, triền đất tự nhiên, dải đất ven bờ biển, mặt hồ, mặt sông, kênh, rạch trong đô thị và không gian sử dụng chung thuộc đô thị. 15. Chỉ tiêu sử dụng đất quy hoạch đô thị là chỉ tiêu để quản lý phát triển không gian kiến trúc được xác định cụ thể cho một khu vực hay một lô đất, bao gồm mật độ xây dựng, hệ thống sử dụng đất, chiều cao xây dựng tối đa, tối thiểu của công trình. 16 được bãi bỏ. 17 được bãi bỏ. 18. Hạ tầng kỹ thuật khung là hệ thống các công trình hạ tầng kỹ thuật chính cấp đô thị bao gồm các trục giao thông, tuyến truyền tải năng lượng, tuyến truyền dẫn cấp nước tuyến cổng thoát nước, tuyến thông tin viễn thông và các công trình đầu mối kỹ thuật. 19 không gian ngầm là không gian dưới mặt đất được quy hoạch để sử dụng cho mục đích xây dựng công trình ngầm đô thị. Điều 4 phân loại đô thị. 1 đô thị được phân thành 6 loại gồm loại đặc biệt, loại 1, loại 2, loại 3, loại 4 và loại 5 theo các tiêu chí cơ bản sau đây: a vị trí chức năng vai trò cơ cấu và trình độ phát triển kinh tế xã hội của đô thị. B. quy mô dân số, C. mật độ dân số, D. tỷ lệ lao động phi nông nghiệp, D. trình độ phát triển cơ sở hạ tầng. 2. Chính phủ trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội quy định cụ thể việc phân loại đô thị phù hợp từng giai đoạn phát triển kinh tế xã hội. Điều 5. Nguyên tắc tuân thủ quy hoạch đô thị. Tổ chức cá nhân khi thực hiện các chương trình kế hoạch đầu tư xây dựng phát triển đô thị quy hoạch chuyên ngành trong phạm vi đô thị, kế hoạch sử dụng đất đô thị, quản lý thực hiện các dự án đầu tư xây dựng trong đô thị, thực hiện quản lý không gian kiến trúc cảnh quan đô thị hoặc thực hiện các hoạt động khác có liên quan đến quy hoạch đô thị phải tuân thủ quy hoạch đô thị đã được phê duyệt và quy chế quản lý kiến trúc. Điều 6. Yêu cầu đối với quy hoạch đô thị. 1. Cụ thể hóa quy hoạch hệ thống đô thị và nông thôn, quy hoạch vùng, quy hoạch tỉnh phù hợp với chiến lược phát triển kinh tế xã hội, quốc phòng an ninh, phù hợp với quy hoạch cấp quốc gia, quy hoạch vùng, quy hoạch tỉnh, bảo đảm công khai minh bạch và kết hợp hài hòa giữa lợi ích quốc gia, cộng đồng và cá nhân. 2. dự báo khoa học, đáp ứng được yêu cầu thực tế và phù hợp với xu thế phát triển của đô thị, tuân thủ quy chuẩn về quy hoạch đô thị và quy chuẩn khác có liên quan. 3. Bảo vệ môi trường, phòng ngừa hiểm họa ảnh hưởng đến cộng đồng, cải thiện cảnh quan, bảo tồn các di tích văn hóa lịch sử và nét đặc trưng địa phương thông qua việc đánh giá môi trường chiến lược trong quá trình lập quy hoạch đô thị. 4. Khai thác và sử dụng hợp lý tài nguyên thiên nhiên, hạn chế sử dụng đất nông nghiệp, sử dụng tiết kiệm và hiệu quả đất đô thị nhằm tạo ra nguồn lực phát triển đô thị, tăng trưởng kinh tế, bảo đảm an sinh xã hội, quốc phòng an ninh và phát triển bền vững. 5 bảo đảm tính đồng bộ về không gian kiến trúc, hệ thống hạ tầng xã hội, hạ tầng kỹ thuật đô thị và không gian ngầm, phát triển hài hòa giữa các khu vực trong đô thị. 6. Đáp ứng nhu cầu sử dụng nhà ở, công trình y tế, giáo dục, văn hóa, thể thao, thương mại, công viên, cây xanh, mặt nước và công trình hạ tầng xã hội khác. 7. Đáp ứng nhu cầu sử dụng hạ tầng kỹ thuật gồm hệ thống giao thông, cung cấp năng lượng, chiếu sáng công cộng, cấp nước, thoát nước, xử lý chất thải, thông tin liên lạc và các công trình hạ tầng kỹ thuật khác, bảo đảm sự kết nối thống nhất giữa các hệ thống hạ tầng kỹ thuật trong đô thị và sự liên thông với các công trình hạ tầng kỹ thuật cấp vùng, quốc gia và quốc tế. Điều 7. Trình tự lập thẩm định phê duyệt quy hoạch đô thị. Việc lập thẩm định và phê duyệt quy hoạch đô thị phải theo trình tự sau đây: 1. Lập nhiệm vụ quy hoạch đô thị. 2. Thẩm định phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch đô thị. 3. Lập đồ án quy hoạch đô thị. 4. Thẩm định và phê duyệt đồ án quy hoạch đô thị. Điều 8. Quyền và trách nhiệm của cơ quan tổ chức cá nhân trong việc tham gia ý kiến và giám sát hoạt động quy hoạch đô thị. 1. Tổ chức cá nhân trong nước có quyền tham gia ý kiến và giám sát hoạt động quy hoạch đô thị. 2. Tổ chức cá nhân có trách nhiệm tham gia ý kiến về những vấn đề liên quan đến lĩnh vực hoạt động của mình trong hoạt động quy hoạch đô thị. 3. Cơ quan tổ chức có trách nhiệm trong hoạt động quy hoạch đô thị phải tạo điều kiện cho việc tham gia ý kiến và giám sát hoạt động quy hoạch đô thị. 4. Ý kiến của tổ chức cá nhân về hoạt động quy hoạch đô thị phải được tổng hợp, nghiên cứu và công khai. Điều chỉnh. Lưu trữ, lưu giữ hồ sơ đồ án quy hoạch đô thị. 1. Hồ sơ đồ án quy hoạch đô thị đã được phê duyệt phải được lưu trữ theo quy định của pháp luật về lưu trữ. 2. Cơ quan quản lý về quy hoạch đô thị, cơ quan quản lý đất đai các cấp có trách nhiệm lưu giữ hồ sơ đồ án quy hoạch đô thị và cung cấp tài liệu về đồ án quy hoạch đô thị cho cơ quan tổ chức cá nhân theo quy định của pháp luật. Điều 10 được bãi bỏ. Điều 11. Lựa chọn tổ chức tư vấn lập quy hoạch đô thị. 1. Việc lập quy hoạch đô thị phải do tổ chức tư vấn thực hiện. Tổ chức tư vấn lập quy hoạch đô thị được lựa chọn thông tin qua hình thức chỉ định hoặc thi tuyển. 2. Chính phủ quy định cụ thể hình thức chỉ định thi tuyển để lựa chọn tổ chức tư vấn lập quy hoạch đô thị. Điều 12. Kinh phí cho công tác lập và tổ chức thực hiện quy hoạch đô thị. 1. Kinh phí cho công tác lập và tổ chức thực hiện quy hoạch đô thị bao gồm: a. Kinh phí từ ngân sách nhà nước được sử dụng để lập và tổ chức thực hiện quy hoạch chung, quy hoạch phân khu và các quy hoạch chi tiết không thuộc dự án đầu tư xây dựng công trình theo hình thức kinh doanh. b kinh phí của tổ chức cá nhân được sử dụng để lập quy hoạch thuộc dự án đầu tư xây dựng công trình theo hình thức kinh doanh. 2. Nhà nước khuyến khích tổ chức cá nhân trong nước và tổ chức cá nhân nước ngoài tài trợ kinh phí để lập quy hoạch đô thị. 3. Kinh phí từ ngân sách nhà nước phục vụ công tác lập và tổ chức thực hiện quy hoạch đô thị được sử dụng cho các công việc sau đây. A. Khảo sát địa hình, địa chất phục vụ lập quy hoạch đô thị. B. Lập thẩm định phê duyệt quy hoạch đô thị. C. Quản lý nghiệp vụ lập quy hoạch đô thị. D. Công bố công khai quy hoạch đô thị. D. Cấm mốc giới theo quy hoạch đô thị ngoài thực địa. E. Xây dựng quy chế quản lý kiến trúc. G. Các công việc khác liên quan đến công tác lập và tổ chức thực hiện quy hoạch đô thị. 4. Chính phủ quy định cụ thể việc sử dụng kinh phí phục vụ công tác lập và tổ chức thực hiện quy hoạch đô thị. Điều 13. Nội dung quản lý nhà nước về quy hoạch đô thị. 1. Xây dựng và chỉ đạo thực hiện định hướng chiến lược phát triển đô thị. 2. Ban hành và tổ chức thực hiện văn bản quy phạm pháp luật về quản lý hoạt động quy hoạch đô thị. 3. Ban hành quy chuẩn, tiêu chuẩn về quy hoạch đô thị, quy chế quản lý kiến trúc. 4. Quản lý hoạt động quy hoạch đô thị. 5. Tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật và thông tin về quy hoạch đô thị. 6. Tổ chức quản lý hoạt động đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực, nghiên cứu ứng dụng khoa học và công nghệ trong hoạt động quy hoạch đô thị. 7. Hợp tác quốc tế trong hoạt động quy hoạch đô thị. 8. Kiểm tra, thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và xử lý vi phạm trong hoạt động quy hoạch đô thị. Điều 14. Trách nhiệm quản lý nhà nước về quy hoạch đô thị. 1. Chính phủ thống nhất quản lý nhà nước về quy hoạch đô thị trong phạm vi cả nước. 2. Bộ xây dựng chịu trách nhiệm trước Chính phủ thực hiện quản lý nhà nước về quy hoạch đô thị, chủ trì phối hợp với các cơ quan nhà nước trong việc thực hiện quản lý nhà nước về quy hoạch đô thị. 3 các bộ cơ quan ngang bộ trong phạm vi nhiệm vụ quyền hạn của mình và theo sự phân công của chính phủ có trách nhiệm phối hợp với Bộ Xây dựng trong việc thực hiện quản lý nhà nước về quy hoạch đô thị. 4. Ủy ban nhân dân các cấp có trách nhiệm thực hiện quản lý nhà nước về quy hoạch đô thị tại địa phương theo phân cấp của chính phủ. Điều 15. Thanh tra quy hoạch đô thị. một Thanh tra xây dựng thực hiện chức năng thanh tra quy hoạch đô thị. 2. Nhiệm vụ quyền hạn của thanh tra quy hoạch đô thị được thực hiện theo quy định của pháp luật về thanh tra. Điều 16. Các hành vi bị cấm. 1. Không thực hiện trách nhiệm tổ chức lập quy hoạch đô thị. 2. Chọn tổ chức tư vấn lập quy hoạch đô thị không đủ điều kiện năng lực. 3. Lập thẩm định phê duyệt và điều chỉnh quy hoạch đô thị không đúng quy định của luật này. 4. Can thiệp trái pháp luật vào hoạt động quy hoạch đô thị. 5. Được bãi bỏ. 6. Được bãi bỏ. 7. Từ chối cung cấp thông tin trừ trường hợp thông tin thuộc bí mật nhà nước, cung cấp sai thông tin về quy hoạch đô thị. 8. Cố ý vi phạm quy hoạch đô thị đã được phê duyệt. 9. Phá hoại không gian kiến trúc cảnh quan đô thị. 10. Cắm mốc giới sai lệch, phá hoại làm sai lệch mốc giới quy hoạch đô thị. 11. Cản trở gây khó khăn cho việc lập và thực hiện quy hoạch đô thị.